Với em thì đề thi hóa năm nay hơi dài và hơi khó. Em làm thì tự tin chỉ được 60%. Có một số câu thì hơi lạ so với chương trình của em ôm, như là câu 43, 44 và một số câu cuối. Rồi, em nghĩ là với đề hóa chị này thì đề cũng khá là thử sức với em. Thì kết cấu thì là cỡ 30 câu dễ và 20 câu còn lại thì cỡ 10 câu là ở chỗ mức độ trung bình khá và 10 câu là ở dạng giỏi. Thì em nghĩ thì với mức độ em thì có thể là lấy trên 7 điểm. Đối với em đề này hơi khó, em làm được 50%, còn 20 câu cuối thì nó khó, để mà lại thí sinh em không làm được. Theo em thì đề thi năm nay em dọn chung thì nó dễ hơn so với năm ngoái. Những câu mà cơ bản á thì nó dễ hơn, còn những câu mà dành cho chuyên về những câu cuối á thì nó vẫn như những năm trước. Còn điểm em thì do mà không tập trung vào những môn đó nên em chỉ lấy được khoảng 50%.